Xin chào các bạn, hôm nay xin giới thiệu những bộ phim hay nhất của Mokda Narinrak đáng xem trong năm. Mokda Narinrak sinh ngày 26 tháng 7 năm 1996, đang là diễn viên, người mẫu, vũ công Thái Lan giải nhất cuộc thi Miss Teen 2011. Mokda Narinrak đóng phim từ năm 2016, đến nay đã có 5 trên 8 bộ phim được phát sóng với nhiều vai diễn gây ấn tượng mạnh. Cuối năm 2019, Mokda đóng bộ phim hành động giả tưởng Âm Thanh Địa Ngục cùng với nam diễn viên tài danh Mai Patadet. Bộ phim kể về một cô gái xinh đẹp bị lạc lối vào khu vực một băng cướp khét tiếng và được viên cảnh sát ngầm trợ giúp kiếp nạn. Bộ phim lấy bối cảnh cách nay 30 năm với những tình tiết hành động mãn nhãn và ngôn tình lãng mạn đã được khán giả ca ngợi hết lời. Năm 2018, Mokda đóng bộ phim thần thoại giả tưởng Quán Nghiệp cùng với nam diễn viên tài năng Ankathan Namak. Bộ phim kể về chuyện tình giữa người trần với một nàng tiên giáng trần cùng với những dương vấn tình cảm kéo dài từ kiếp trước. Bộ phim hấp dẫn với nhiều tình tiết bí ẩn ma quái xung quanh câu chuyện tình yêu không tưởng giữa người trần với tiên và ma. Năm 2018, Mokda đóng bộ phim tình cảm hài hước lãng mạn Đùa Yêu cùng với nam diễn viên điển trai phong độ Băng Arctic. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu giữa cô con gái riêng và vợ kế với chàng trai là cậu chủ trong một gia đình giàu có. Bộ phim được nhiều người chú ý với lối diễn xuất ngây ngô nhưng đầy trí thông minh và đáng yêu của nữ vai chính trong phim. Năm 2017, Mokda đóng bộ phim tâm lý xã hội Massaya cùng với nam diễn viên tài năng sáng giá Mít Thông Quan. Bộ phim kể về cô gái được ông bà nhận về nuôi sau nhiều năm thất lạc, phải đối đầu với những kẻ kiêu ngạo và tham lam. Bộ phim với những tình tiết đậm chất cổ trang thời phong kiến và những lời nói hủ tục làm khán giả có thể bỏ qua theo tình tiết câu chuyện. Chúc các bạn được xem những bộ phim rất hay và hấp dẫn của nữ diễn viên xinh đẹp trẻ tuổi đầy tài năng Mokda Narinrak. Hẹn gặp lại các bạn vào những dịp sau. Xin cảm ơn và thân ái chào tạm biệt.